Ok, hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cách mà làm một cái sáo bằng cây cành đu đủ này. Rất là nhanh, cực kỳ nhanh, và có thể đi biểu diễn khi những lúc mà không cần có sáo, bẻ ngay một cành đu đủ và có thể làm được sáo ngay luôn. Đầu tiên là bẻ một cành đu đủ. Tiếp theo sẽ có một cái dụng cụ đây này. Các bạn có thể xem lại kỹ, đấy là cái thanh inox bên trong. Đấy, nó tròn như vậy. Đấy, để dễ nhìn. Rồi, cái khoảng cách các bạn chú ý nhé. Khoảng cách này, nó sẽ có một khoảng cách nhất định, đó là từ lỗ đình ấm đến lỗ đầu tiên thì sẽ là 4cm này. Đến lỗ thứ hai là 3 này, đến 1,5 này, đến 3 này, đến 2,5 này, đến 2,4 này, và đoạn cuối cùng là 13cm. Và bây giờ tôi sẽ làm như thế này này, các bạn nhìn này. Camera sẽ quay sát cận cảnh để xem tôi làm cái này như thế nào nhé. Đầu tiên làm cái lỗ thổi này. Đây, bằng cái này nhé. Tôi chỉ cần ấn vào đây một cái này. Rồi, bây giờ tôi sẽ làm luôn cái lỗ thổi cho các bạn xem nhé. Tôi sẽ xoáy như thế này, và nó thủng rồi. Khi nào nó chỉ cần thủng xuống dưới ấy. Đó, chúng ta từ từ, không như là nó vỡ. Rồi, ok, các bạn nhìn thấy không? Một cái lỗ thổi rất nhanh. Đây, nó sẽ tạo ra cái lỗ này. Tiếp theo, lỗ trên cung nó xi. Đây, xoáy như thế này luôn. Chúng ta sẽ làm từ từ nhé. Không được làm nhanh đâu, nó sẽ vỡ cái ống đu đủ này đấy. Làm cẩn thận, hết sức cẩn thận, cứ xoay xoay như thế. Lúc nào mình cảm giác là nó sắp rơi rồi ấy, là nó có cảm giác ngay. Ok, hai lỗ nhé. Vậy thì nó mắc ở trong đây này. Mình có cái que này, mình đẩy ra. Đấy, mình tháo nó ra. Tiếp tục làm lỗ thứ ba nhé. Đây, các bạn biết không, khoảng cách đi, từ lỗ trên cung, lỗ thổi này, đến đây là 13cm này. Từ lỗ này, đến đây là 2,4cm này. Các bạn thấy đơn giản không? Cứ bỏ bình thường như thế này. Rồi, ok, xong một lỗ tiếp. Camera sẽ lại gần để xem được cái lỗ này. Một lỗ tiếp theo này. Đây nhá, lỗ tiếp theo này. Cứ xoay thôi. Việc chúng ta là cứ xoay. Kiểu gì nó cũng vào hết. Rồi, thấy chưa? Và tiếp theo chúng ta lại cứ bỏ gạt cái này ra. Đấy. Tiếp theo xoay tiếp này. Tùy theo cái ống đu đủ này nó lớn hay bé các bạn nhé, mà chúng ta sẽ là làm cái khoảng cách từ lỗ trên cung đến lỗ thổi là 13 hoặc 13,5. Thấy chưa? Nó lại mắc ở trong này này. Khi mà nó mắc ở trong này, mình có cái dao này này, mình khoét nó cho nó đi một tí xíu ấy. Thế là bay đi rồi. Tiếp tục này. Cái khoảng cách đoạn gần này các bạn chú ý này. Camera sẽ lại sát gần để biết cái đoạn gần này ra. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, bởi vì nó sẽ bị nứt, bị tước. Mà khi nó bị như thế thì sẽ không thổi được nữa. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Tôi vừa bảo xong đấy. Nó sẽ bị nứt, bị tước, sẽ không thổi được nữa. Đoạn này, lát nữa thì chúng ta buộc phải làm cái gì? Chúng ta phải dán nó vào thì mới thổi được. Đấy, tôi vừa bảo các bạn cẩn thận mà ngay cả tôi cũng không cẩn thận được. Tôi làm tiếp cái lỗ khác này. Cũng không sao cả. Tức là tôi biết cách để khắc phục nó rồi. Mà tôi cũng đã bảo trước đó là nó sẽ bị nứt. Đó, đủ 6 lỗ nhá. Và tiếp tục là cái lỗ đình ấm là lỗ thứ 7. Tức là đấy là cách làm sáo nhanh nhất có thể, mà lỗ đẹp nữa. Rồi, xong lỗ thứ 7 này. 7 lỗ. Và khi nó dài như thế này ấy, để cái đuôi đu đủ này nó đẹp á, đây phải có cái lá này này. Cho nên buộc cái chỗ lỗ cuối cùng này, mình sẽ phải làm thêm hai cái lỗ hai bên nữa. Buộc phải làm thêm hai lỗ hai bên. Thì mình lại cứ phải đẩy cái này ra đã. Thấy chưa? Mình sẽ đẩy cái này ra để mình có thể làm tiếp hai lỗ hai bên này, để cho nó thoát được cái hơi, cái ấm, thì nó mới tạo ra được cái ấm của cái sáo đồ. Một lỗ này, mình lại cứ gạt cái này ra. Các bạn thấy không? Tiếp theo một lỗ nữa nhé, cho chắc ăn. Để chắc ăn nữa thì mình sẽ làm bên này. B
để cho nó có thể trụ được vững cái đuôi ấy. Không như nó gãy mất, nó gãy thì nó mất đẹp thôi. Ok. Và như vậy là chúng ta đã có thể làm xong một cái sáo cơ bản đấy. Các bạn có thể nhìn thấy 6 nốt đúng không? 6 nốt rồi. Việc chúng ta tiếp theo là gì? Sẽ cắt cái phần trên này đi. Các bạn nhìn nhé, nhìn chú ý này. Cắt sao cho nó đẹp thành cái sáo ấy. Thì chúng, nhưng mà có cái nốt chằn này, các bạn chuẩn bị được cái nốt chằn này này. Đó. Để nó vừa vặn. Bây giờ tôi sẽ cắt cái phần này đi. Nói lại cho anh cái lò kéo 502 kìa. Ok chưa, các bạn nhìn thấy chưa, tôi đã vừa cắt nó đi này. Đây, và bây giờ cái đoạn nứt lúc nãy tôi vừa bảo với các bạn là chỗ này nó nứt, thì sẽ dùng cái kéo này này. Các bạn nhìn nhé, nhỏ vào. Kể cả cái sáo bình thường ấy, nó nứt thì các bạn cũng nhỏ vào. Rồi ok, chỉ cần vậy thôi. Mình chống chạy mà. Và cái lỗ thổi này này, các bạn sẽ xem là thật kỹ này. Lại đây, camera sẽ lại gần để xem cái lỗ thổi này. Lỗ thổi này thì mình sẽ chỉ cần vát một tí xíu thôi. Thực ra đây là tôi kỹ tính. Nhưng mà bây giờ làm cho các bạn xem này, tôi chả cần vát nữa. Tôi cũng lỡ vát một tí rồi thì cũng phải lấy cái này nó ra cho gọn chuyện. Ok. Úi trời, kéo nó dính đây này. Ôi à, kéo 502 dính thành giấy, tức là nó không dính được vào cây này đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ nhét cái nút này nhá. Các bạn xem này. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy xem nhét cái nút này vào nhá. Quá trình nhét này là phải chú ý hết sức, bởi vì nó quá là không đẩy được lại, bởi vì đâu này nó bị mắc rồi. Nhưng phải dùng cái tay bóp nó vào, nếu không nó sẽ bị nứt ra. Đây, chúng ta sẽ đẩy cái khoảng cách từ trên cùng cái nút này, rồi nào nằm ở đây này. Cách cái miệng thổi trên cùng á là 0.4 cm. Rồi bây giờ nha, tôi sẽ thử một cái đoạn này các bạn nhé. Các bạn bảo nó có kêu không? Ôi tôi dính. Rồi bạn sẽ tạm dừng, cái nút bên dưới tạm dừng rồi đó. Rồi nha, bây giờ sẽ là bài Tàu Anh Qua Núi, thể hiện bằng cái này luôn. Bây giờ tôi sẽ thổi một đoạn không không này, không có đàn này. Ok chưa? Rồi tiếp. Ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 16, mùng 6 tháng 2 năm 2023. Vâng, đây là cái sáo đu đủ và chúng ta sẽ có thể làm được rất nhiều cái sáo này ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nếu mà không có sáo cũng có thể chơi được. Chỉ cần những dụng cụ đơn giản đã có thể tạo ra những cái sáo rất hay, và chúc chúng ta thành công.